Diễm mến chào tái ngộ quý vị và các bạn nghe. Thì lời đầu tiên cho Diễm gửi lời chúc sức khỏe và lời chào bình an đến tất cả quý vị. Thì trong cái video ngày hôm nay thì Diễm giới thiệu về một cái hình ảnh rất là quen thuộc của người dân miền Nam của mình, đó là chiếc áo bà ba. Thì đây là nguyên cái đội hình bạn bè của dì của Diễm. Dì của Diễm thì là hiệu trưởng của trường mầm non ở Thủy Tây, ở Mộc Hóa, Long An. Thì dì hiện giờ là đã về hưu rồi. Rồi mấy người này là bạn học thể dục chung, học yoga chung, rồi bạn bè dạy chung, kéo nhau về dưới Bến Tre, thăm nhà của Diễm chơi. Mà mấy cô U50 mà mấy cô vui tính dữ lắm. Ta nói đi xuống chơi mà mặc đồng phục áo bà ba cùng lắm, mấy cô cũng tập múa tập hát trong hội phụ nữ rồi đi thi được các thứ, cũng nói chung là mấy cô cũng vui lắm. Thì mấy cô vui vẻ nhiệt tình thì chủ nhà mình cũng vui vẻ nhiệt tình tiếp đón luôn. Mình cũng chơi bộ bà ba, mình đón khách luôn. Mà ai về mình lép dế hơn khách, khách nổi quá mà khách vui quá mà khách nhí nhảnh hơn mình, ganh tị hết sức luôn. Rồi xong thì cũng giống như những người ở thành phố hay là ở tỉnh khác tới, thì người ta thích đi về cái miệt vườn uống nước dừa, đi hái bưởi, hái nhãn, hái trái cây, trèo leo trèo các thứ. Thì dẫn mấy cô đi làm mấy cái chuyện đó cho mấy cô vui. Diễm cũng tranh thủ làm mấy bôi luôn, cũng leo cây, cũng hái nhãn luôn nữa nè. Kỳ này về thì Diễm cũng mua một chục bộ đồ bà ba để qua đây bận. Không biết là qua bay bận có phù hợp hay không, nhưng mà kể mình thích, mình thích thì mình cứ mặc thôi. Mình mặc đi làm không được thì mình mặc ở nhà. Mình ở nhà mình mặc áo bà ba, mình bán đội nón lá, mình bán cây cũng vui, miễn vui là được. Mấy cô hay vô vườn quanh nhà, quanh tạc cái vườn nhãn, hái nhãn, chụp hình ăn nhãn rồi đem về đó. Lớp ăn rồi lớp gói đem về. Rồi mấy cô cũng thích ca hát văn nghệ dữ lắm, nên vừa đi vừa hát, vừa ăn vừa hát, rồi xong lại karaoke. Cái này mẹ của Diễm. Mẹ bận áo bà ba xanh, quần trắng, đeo chuỗi, đeo bông ngọc trai vô, nhìn nó y như bà hội đồng luôn. Đây, Úc Thảo với mẹ. Mẹ cười không thấy tổ quốc đâu. Cưng ghê á. Về nhà ở gần mẹ thì vui, nhưng mà thấy cũng buồn. Tóc mẹ bây giờ bạc rồi. Ai rồi cũng phải không có chiến thắng được với năm tháng. Ai rồi cũng phải tới cái điểm nào đó. Ở gần mẹ gần ngày nào hay ngày nấy. Bởi vì đi đâu thì đi à, nhưng mà rồi cũng tranh thủ về Việt Nam thôi à. Thích về Việt Nam. Ở gần mẹ, được mẹ về được mẹ cưng, mẹ nấu món này món kia, bắt ăn, sáng đi chợ mua đủ thứ bánh hết. Vui. Nhưng mà ở Mỹ thì bận rộn lắm, cái gì cũng có, Mỹ có thời gian là không có thôi. Nên mà chắc cũng ráng sắp xếp để năm nào cũng về chơi với mẹ. Bây giờ cái nón lá Việt Nam mình nó làm chắc chắn hơn hồi xưa, lâu bền đó. Và còn vẽ hình, vẽ chữ, viết thư pháp đồ nữa nên rất là đẹp. Những mấy năm trước mà lúc mà nón lá chưa có thịnh hành ở Mỹ đó, là mỗi lần Diễm về là Diễm đem qua cả chục cái vậy đó, cho mấy bà, mấy dì đội đi vườn. Mỗi lần mình đi làm vườn đó thì cái nón này nó che nắng cũng rất là tốt. Còn bây giờ thì thôi đầy rồi. Bây giờ có dịch vụ vận chuyển, rồi bay đi bay về, hàng xách tay rồi các thứ. Nên bây giờ mấy cái món ăn Việt Nam, mấy cái đồ Việt Nam bây giờ ở bên này nó rất là phổ biến. Nên là không có, mặc dù là nó hơi mắc thôi, giống như cái nón lá này ở Việt Nam 100 ngàn thôi, nhưng mà qua bên đây là bán 7 đồng. Bây giờ ở tất cả các tiệm Việt Nam đều có bán. Cô ba mặc áo bà ba bữa dừa. Tiệm Việt Nam nào bây giờ cũng có bán nón lá rồi.
ở ngoài chợ trời cũng có bán 7 đồng một cái. Thì mặc dù là mắc hơn nhưng mà mình vẫn có thể mua được, mình không cần phải về về nhà mình mang qua cho nó cồng kềnh. Diễm có một đứa em gái duy nhất thôi. Hồi xưa thấy nhà người ta đông anh em mình ham dữ lắm. Nhưng mà nhiều lúc nghĩ lại cũng hú hồn mà mẹ chỉ có một đứa thôi, mẹ có nhiều nuôi thấy bà luôn rồi. Hồi nhỏ thì hai chị em không có hạp, gây miết à. Nhưng mà giờ lớn rồi thì ở xa nhau nữa nên giờ hạp lắm. Ăn uống xúm xích, điệu, làm điệu rồi. Vui, thèm có thêm anh trai em trai rồi đông đông một chút nữa mà giờ làm sao có đây. Về tới năm về chơi 4 tuần nghe nó nhiều chứ xe qua xe lại nhanh lắm, xe qua xe lại cái là tới giờ Diễm đi rồi. Mà bây giờ người ta may áo bà ba, người ta không có may có cái túi nữa. Diễm thích áo bà ba túi giống mấy dạ bà già xưa á. Nhiều khi mình bỏ chùm chìa khóa, mình bỏ cái gì mình làm việc á cũng được, con này nó trụ lũi. Không có bỏ gì được. Cái này ở phía sau giường nhà Diễm. Giường nhà Diễm thì trồng dừa, trồng bưởi, trồng ổi, trồng cam. Mỗi thứ một vài cây, không có nhiều. Vú sữa cũng có 2 cây, cóc cũng có 1 cây giống vậy. Nhiều loại trái cây nhưng mà không có nhiều, nhưng đa số là bưởi và dừa, còn mấy cái kia trồng đệm vô thôi. Nó không tới mà. Hai chị em ra chụp hình lăn lộn ngoài giường. Cam sai trái ghê luôn. Không thấy mặt ngồi chừng hãng vậy hả? Ở dưới mương này là có rất là nhiều cá nha, tát cá tự nhiên chứ không phải là ba Diễm nuôi. Nhưng mà ổng cưng lắm, ổng đem bánh mì đồ ra ổng cho ăn đồ, chứ không phải cá nuôi, cá tự nhiên. Dừa, tao nói về Việt Nam uống nước dừa đã hết sức luôn vậy đó. Một ngày uống 3-4 trái chưa có đã thèm nữa, uống một tháng trời mà chưa có thấy, chưa có đã. Về bên này lại vẫn thèm. Ở bên Diễm có một vài cái quán cà phê hay là vài cái quán phở gì đó là đồng phục của nhân viên á là áo bà ba, nhìn thấy cưng lắm. Rồi áo dài thì nó hơi lược thược, áo dài còn rất là đẹp nhưng mà thích hợp với lễ Tết hay là đi nhà thờ hay là gì thôi, chứ còn mà làm đồng phục cho nhân viên á thì nó hơi rườm rà. Nên á là người ta mặc đồng phục áo bà ba nhìn thấy cưng lắm. Người ta nhìn thấy cưng lắm, sao Diễm bận lên sao nhìn thấy giống con sen quá. Không có thấy sang gì trời. Bẻ cái đọt không bẻ, mở nhà. Ở nhà nha, bao bịch lợi trắng tươi luôn, không có sâu gì hết đó. Mà mùa này mùa mưa nên nó hơi lạc. Về đen như con miên vậy, đi ra đường ao ai biết Việt Kiều. Cái chín thôi. Đúng rồi, nói đi ăn hết, em thích ăn ổi. Đi hái ổi mà không cầm theo cái rổ. Cầm theo cái rổ là đời dễ xử rồi, thiệt tình. Tính đi ra vườn chụp chẹt thôi, đâu có tính là hái ổi đâu. Chín chưa? Về ăn trái cây phủ phê, đã ơi là đã luôn. Qua bên đây cái gì cũng mắc á, bởi vì bển Diễm ăn bon bon quá chừng có 70 ngàn ký à. Bên đây bán tới 35 ngàn, 35 đô một ký. Có gì 35 lô nửa ký chứ, một pound là có 450 gram thôi. Đây, bà hội đồng với cô ba làm gà nướng. Gà nướng ngũ vị hương ăn tưởng tượng giống khô bò.
Rồi Diễm khép lại cái video áo bà ba ở đây nha. Hẹn gặp lại quý vị trong những cái video lần tới.